Đây là bài 11 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. 第十一课,我的专业是 Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lina Lina Bố mẹ Bà bà mama Giáo viên ngoại ngữ Ngoại ngữ lão sư Bà nội Nải này Có thể vào được không? Có thể vào được không? Cô giáo Dương Giáng lão sư Xin hỏi Xin vận Lục tiên sinh Lục xiên sinh Mời ngồi Xin dụa Có đang ở đây không? Dài mà Xin lỗi Đối bù chỉ Không sao Mấy quan xỉ Tiểu thư Xiao chỉa Tầng 2 phòng 204 2 tầng 204 hào Tống Hoa Sùng Hoa Mình đến muộn rồi. Wǒ lái wǎ lè. Chào các em, dùng khi thấy cô giáo chào học sinh. Tōng xuě men hǎo. Đến giới thiệu một chút. Lái jiè shào yī xiǎ. Lưu Minh Liễu Miếng Đại học Đông Phương Đông Phương Đại học Tên là gì? Giàu sở mơ miếng gì? Đại vệ Tảo vệ Lưu học sinh Liễu xuế sinh Mary Mã lì Sách của bạn cùng phòng của mình Wǒ tóng wú de shú Sách giáo khoa tiếng Trung Hài yǔ kè bǎn Từ điển Hán Nhật. Hán rì zi điển. Chính là từ điển tiếng Hán tiếng Nhật. Jiù shì hán yǔ rì yǔ zi điển. Hãy học cách nói tên nhân vật Trương Hồng trong bài. Trang Hùng Trang Hùng Trang Trang Hùng Hùng Trang Hùng Trang Hùng Hãy nói, chào cậu, cậu tên là gì? Nǐ hǎo, nǐ jiào shěn me míng zì? Anh họ gì? Nǐ xìng shěn me? Xin hỏi quý tính đại danh của bạn. Qǐng wěn nín guì xìng? Rất vui được làm quen với anh.
认识你很高兴. Tôi cũng rất vui được làm quen với anh. 我也很高兴认识你. 认识你我也很高兴. Hay nói, của bố tôi. 我爸爸的. 我爸爸的. Tên của bố tôi. 我爸爸的名字. 我爸爸的名字. Tên của anh trai tôi. 我哥哥的名字. 我哥哥的名字. Hay nói, tôi biết. 我知道. 我知道. Anh biết. 你知道. Anh biết tên của bố tôi không? 你知道我爸爸的名字吗? 你知道我爸爸的名字吗? Anh không biết tên tôi à? 你不知道我名字吗? 你不知道我名字吗? Xin lỗi, tôi không biết. 对不起,我不知道. 对不起,我不知道. Bạn biết tên của bạn trai mình à? 你知道我男朋友的名字吗? 你知道我男朋友的名字吗? Không biết, mình không quen cậu ấy. 不知道,我不认识他. 不知道,我不认识他. Hãy nói, mình tên là Trương Hồng. 我叫张红. 我叫张红. Mình họ Trương, tên là Trương Hồng. 我姓张,叫张红. 我姓张,叫张红. Còn cậu? 你呢? Còn bạn trai cậu? 你男朋友呢? Còn bà nội cậu? 你奶奶呢? Còn tên của anh ta thì sao? Cậu có biết không? 他名字呢? 你知道吗? 他名字呢? 你知道吗? Hay nói, mình tên là Mary, mình là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. 我叫玛丽, 我是东方大学的留学生。 我叫玛丽, 我是东方大学的留学生。 Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học Đông Phương. Hay nói Đại học Đông Phương của chúng tôi.
我们的东方大学. Của Đại học Đông Phương của chúng tôi. Của mình ở Đông Phương Đại học. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương của chúng tôi. Của mình Đông Phương Đại học của lưu học sinh. Của mình Đông Phương Đại học của lưu học sinh. Hay nghe từ chuyên ngành. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên. Chuyên. Nghiệp. Nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên ngành của tôi. Của tôi chuyên nghiệp. Chuyên ngành của bạn. Mì tờ chuyên nghiệp. Chuyên ngành của Trương Hồng. Trang Hồng tờ chuyên nghiệp. Trang Hồng tờ chuyên nghiệp. Chuyên ngành gì? Sở mất chuyên nghiệp. Sở mất chuyên nghiệp. Học chuyên ngành gì? Xuyên sở mất chuyên nghiệp. Xuyên sở mất chuyên nghiệp. Bạn học chuyên ngành gì? Nghỉ xuyên sở mất chuyên nghiệp. Nghỉ xuyên sở mất chuyên nghiệp. Chuyên ngành Hán ngữ. Hàn ngữ chuyên nghiệp. Chuyên ngành tiếng Anh. Anh ngữ chuyên nghiệp. Chuyên ngành tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ chuyên nghiệp. Chuyên ngành của tôi là. Của tôi chuyên nghiệp là. Của tôi chuyên nghiệp là. Chuyên ngành của bạn là gì? Nghỉ tôi chuyên nghiệp là sở mà? Nghỉ tôi chuyên nghiệp là sở mà? Hay nghe từ quan hệ quốc tế. Của chỉ quan hệ. Trước tiên là từ quốc tế. Quốc tế. Quốc tế. Quốc. Quốc. Tế. Tế. Quốc tế. Quốc tế. Ngoại quốc, nước ngoài. Ngoại quốc. Ngoại quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Anh Quốc, nước Anh. Yên Quốc. Nước Mỹ, Mỹ Quốc. Mỹ Quốc. Hãy nhắc lại quốc tế. Quốc tế. Quốc tế. Bây giờ là từ quan hệ. Quan hệ. Quan hệ. Từ này đã gặp trong từ mấy quan hệ. Hay nói lại, quan hệ. Quan hệ. Quan hệ. Hay nói quan hệ quốc tế, nguyên văn là quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ.
Quốc tế quan hệ. Chuyên ngành quan hệ quốc tế, nguyên văn là quốc tế quan hệ chuyên ngành. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系. 我的专业是国际关系. Mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế. 我学国际关系专业. 我学国际关系专业. Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业? 你学什么专业? Mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế. Còn bạn? 我学国际关系专业, 你呢? 我学国际关系专业, 你呢? Mình là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế, còn bạn? 我的专业是国际关系, 你呢? 我的专业是国际关系, 你呢? Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 名叫清红. 我叫张红. 我叫张红. Hãy nghe từ nghiên cứu sinh. 研究生. 研究生. Yán, yán, chiêu, chiêu, sân, sân, yán chiêu sân, yán chiêu sân, Trung Hoa, Trung Hoa, Trung Hoa, Trung Trung Hoa Hoa Trung Hoa Trung Hoa Đại học Trung Hoa Trung Hoa Đại học Trung Hoa Đại học Đại học Đông Phương Đông Phương Đại học Đại học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Đại học Học viện Ngôn ngữ Ngữ nhân Học viện Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc tế Quan hệ Học viện Quốc tế quan hệ học viện. Hay nói nghiên cứu sinh của Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học của nghiên cứu sinh. Trung Hoa Đại học của nghiên cứu sinh.
nghiên cứu sinh của đại học của bọn mình. Chúng ta học viện nghiên cứu sinh. Hãy nghe khoa Trung văn. Trung văn sĩ. Trước tiên là từ Trung văn. Trung văn. Trung văn. Trung. Trung. Văn. Văn. Trung văn. Trung văn. Trong nhiều trường hợp, từ này cũng có nghĩa là tiếng Trung. Trung văn thường được dùng nhiều trong văn viết. Hải ủy thường được dùng nhiều trong văn nói. Tương tự, tiếng Anh, yên ủy có thể nói thành yên vấn. Tôi học tiếng Trung, nói hai cách. 我学汉语。我学中文。 Hãy nghe từ khoa, xì. Từ này chính là từ xì trong quan xì. Trong trường hợp này, từ này đọc thành thanh 4. Xì. Xì. Khoa Trung văn, nguyên văn là Trung văn hệ. Trung văn xì. Trung văn xì. Khoa Hán ngữ. Hán ngữ xì. Hán ngữ xì. Khoa Đông phương. Đông phương xì. Đông phương xì. Khoa Trung văn Đại học Ngoại ngữ. Trung văn xì và khai ủy xì là hai khoa khác nhau. Hay nói lại, nghiên cứu sinh. Yán chiêu sân. Yán chiêu sân. Quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ. Chuyên ngành quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Khoa Trung văn. Trung văn xì. Khoa Đông phương. Đông phương xì. Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học. Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn xì. Trung Hoa Đại học Trung văn xì. Nghiên cứu sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn xì de yanjiu sheng. Trung Hoa Đại học Trung văn xì de yanjiu sheng. Bây giờ hãy nghe từ văn học. Văn xuế. Trong đó từ vấn trong Trung vấn, xuế trong xuế xí. Vấn xuế. Vấn xuế. Trung văn. Trung vấn. Trung vấn. Anh văn. Yên vấn. Yên vấn. Hãy nghe từ hiện đại. Hiện tại. Hiện tại.
xiên xiên tại tại hiện tại hiện tại. Văn học hiện đại, nguyên văn là hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Chuyên ngành văn học hiện đại. Hiện đại văn học chuyên nghiệp. Hiện đại văn học chuyên nghiệp. Chuyên ngành của mình là văn học hiện đại. Tôi có chuyên nghiệp là hiện đại văn học. Tôi có chuyên nghiệp là hiện đại văn học. Bài học này đến đây là hết.